Thanh Phương xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương mục Sống Vui, Sống Khỏe của chương trình Thành Phố hôm nay với rất nhiều những thông tin đáng quan tâm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mở đầu cho chương mục ngày hôm nay đó là một thông tin về nhu cầu nhân lực tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến vào tháng 11 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 27.000 lao động. Theo đó, các ngành nghề dự báo thu hút đông đảo lao động có tay nghề gồm có kinh doanh, dịch vụ, phục vụ công nghệ thông tin, dệt may, giày da, du lịch, tư vấn, bảo hiểm cơ khí, điện tử, v.v. Theo như Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng cuối năm 2015, nhu cầu sử dụng lao động phổ thông sơ cấp nghề gia tăng. Những lao động này sẽ phục vụ nhu cầu sản xuất và hoạt động dịch vụ trong dịp cuối năm. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt S-Hub không gian chia sẻ, một không gian hiện đại phục vụ cho việc đọc, nghiên cứu, chia sẻ ý tưởng, trao đổi tri thức của các bạn trẻ trong khuôn viên của thư viện. Với mục tiêu hướng đến một không gian trao đổi tri thức hiện đại, khu vực tiền sảnh và phòng nghiên cứu tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp theo xu hướng mở, phục vụ nhu cầu học và trao đổi nhóm với các thiết bị như máy vi tính, máy tính bảng, TV, màn hình trình chiếu, phòng nghe nhìn có sức chứa 40 người. Bên cạnh đó, các bạn trẻ có thể truy cập, đăng tải và chia sẻ những thông tin hữu ích phục vụ việc đọc và học tại website s-hub.vn. Ngoài ra thì S-Hub tổ chức gặp mặt trao đổi theo tuần, tháng và cả quý với những đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực để các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Để sử dụng miễn phí những tiện ích tại không gian chia sẻ S-Hub, quý vị đến Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là 69 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1 từ 7 giờ 30 sáng đến 19 giờ các ngày trong tuần, riêng thứ bảy và chủ nhật là từ 9 giờ cho đến 17 giờ. Quả thật là một thông tin vui dành cho các bạn sinh viên đúng không ạ? Công ty cổ phần văn hóa Nhân Văn đưa vào hoạt động nhà sách Nhân Văn tại địa chỉ là 527 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình. Đây là nhà sách thứ 12 có quy mô lớn nhất trong hệ thống nhà sách Nhân Văn, được đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố. Với tổng diện tích xây dựng hơn 2.500m², nhà sách được thiết kế theo mô hình của Singapore với kiến trúc và trang trí nội thất theo phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, cách sắp xếp các chủng loại hàng hóa có quy hoạch theo từng khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui, Sống Khỏe kỳ này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được mến chào tạm biệt.